Vào sáng ngày 30 tháng 9 vừa qua, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành khảo sát không gian thực hiện triển lãm và nghệ thuật phục vụ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới đây. Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm tổ chức chương trình ca múa nhạc tối ngày 27 tháng 11, triển lãm mỹ thuật, hiện vật và cổ vật, đồng thời dâng y cúng dường chư tôn đức tham dự đại hội. Theo đó, triển lãm mỹ thuật diễn ra tại Bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật với khoảng 40 tác phẩm tranh, 10 tác phẩm điêu khắc. Triển lãm hiện vật làng nghề tập trung vào sản phẩm văn hóa Phật giáo mang chất liệu đặc biệt và trưng bày những hiện vật cả cổ và tân tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Riêng việc phát tâm cúng dường pháp phục đến 1090 chư tôn đức tham dự đại hội nhằm lan tỏa đề án pháp phục Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng và hướng đến một đại hội thành tựu viên mãn.